Trung tâm Hiền Miu xin kính chào khán giả nhé. Quay trở lại video clip của buổi tối ngày hôm nay thì bên em Miu đang lên một combo karaoke và kết hợp nghe nhạc chuyên nghiệp vô cùng đẳng cấp và chất lượng luôn. Hôm nay thì bên em Miu đang lên một combo cho anh em, đó là một cặp loa MRX515 đời sản xuất Made in USA và một cặp súp MRX618S. Đôi này thì full trục xốp luôn cho anh em. Và cấu hình phối ghép ngày hôm nay thì bên em Miu đang thực hiện với một cục đẩy 4 kênh của hãng DBL Tech, hàng công nghệ của Mỹ, và hệ thống vang S690, quản lý nguồn micro không dây đầy đủ của hãng DBL Tech. Đây là một combo mà có thể đánh giá là nghe hay, bài đẹp và karaoke tốt để cho anh em sử dụng cho không gian gia đình. Anh em để nhìn combo này có thể nhìn cực phê luôn rồi. Thế nào có không gian phòng khách mà trưng bày bộ này thì quá hoành tráng và đẳng cấp luôn nhá. Đây, mời anh em thử âm nghe nhạc. Em đang thử âm một đoạn nhạc vàng. Đối với những bộ karaoke này thì thể hiện phần nghe nhạc không kém gì đối với những dòng loa Nhật và loa Mỹ, có thể so sánh với những bộ nghe nhạc tiền trăm luôn. Và độ bền của loa này thì nó cao hơn các dòng loa Nhật, loa Anh nhiều nhá. Combo JB Mỹ. Hình thức quá đẹp luôn. Hình thức của combo này. Đây là cặp loa MRX515 cực kỳ tuyển chọn, hàng bãi Mỹ, với sở hữu công suất khởi động 400W, trung bình 800 và cực đại là 1600W, bao phủ cho phòng 30-40m2 cực đẹp. Một con súp MRX618S, công suất của loa súp là 500-1000 và cực đại pitch của nó 2000W. Giải đánh của loa súp này thì cực kỳ sâu luôn. Thiết kế một bát 50. Bên em yêu thực hiện với một dàn máy đồng bộ của hãng DBL Tech, màu đen quá bắt mắt luôn. Bên em vừa về thêm một cặp, đó là JBL 215-9, hàng khủng long bạo chúa. Anh em để nghe. Bộ này thì chơi tất cả trở lại nhạc luôn. Video clip có hạn nên bên em test nhanh một đoạn nhạc mạnh để anh em thẩm âm. Test anh em một đoạn nhạc mạnh để anh em biết được cái chất âm của hệ thống dàn máy này nhá. Một bản nhạc modern tucking đi. Mời anh em thẩm âm. Em sẽ chia ra 3 phần: test nhạc vàng, trữ tình, test nhạc sàn và test karaoke. Quá hay luôn.
có nghĩa là nghe nhạc gì cũng có thể ok rồi. Sau đây bên em sẽ test lại tiếng micro nhá. Đây là tay micro của hãng DBLTEC này, cực kỳ chất, với mã mic là 550 blus. Với bộ này để anh em chơi karaoke gia đình thì quá tuyệt vời luôn. Và xử lý chống ù rít của bộ này cực kỳ đỉnh cao luôn anh em nhá. Thì sau đây bên em sẽ test về tiếng micro qua một ca khúc được mang tên Ly Rượu Đắng Cay do anh Quang Ca trình bày. Em mời anh em thẩm âm. Anh em nghe tiếng mic của nó này, cực kỳ sang và sáng cũng như rất là rõ, dễ hát. Alo 6 7. Alo. Nhờ cái tiếng echo bên em setup khá hay để cho anh em thuận lợi khi hát và karaoke nhé. Alo. Đi đi. Rồi, giới thiệu anh Quang Ca rồi. Ta mời em uống cả ly này.
quá tuyệt vời luôn. Ca khúc đó là ca khúc Ly Rượu Đắng Cay nhá. Anh em nào muốn luyện hát thì hát bài đó. Thì với combo này thì trước tiên đánh giá về phần hình thức thì bên em Miu cũng mạnh dạn đánh giá là nó quá đẹp luôn. Nó là 10 điểm cho combo này về hình thức. Và chất âm thì quý vị các bạn cũng đã nghe rồi. Về tiếng nhạc và tiếng mic quá nét luôn. Và đặc biệt là tỷ lệ hàng bãi nhưng mà còn mới như gần như là 99% để anh em đầu cơ cho combo này với độ bền cao và chất âm hay. Và giá thành thì bên em cũng thực hiện bán combo này mức giá khoảng 110 triệu anh em nhé. Em nhu cầu đầu tư thì có thể liên hệ bên em, còn giá có thể anh em thương lượng một chút thôi. Một đôi súp MX618S full thùng xốp, kiếm được những đôi full thùng xốp này thì cực hiếm ít anh em nhé. Và đôi MX515 cũng sở hữu một bát 40 một tép kẹt, sở hữu bát neo tép neo thì quá bền bỉ. Và hệ thống dàn công suất thì bên em cũng lựa chọn một cái dàn công suất làm sao thiết kế hay, bền, đẹp và chất âm đẳng cấp cho anh em. Còn nữa anh em nhu cầu đầu tư về combo này thì liên hệ bên em nhé.